Chào mọi người. Từ 11 giờ sáng tới giờ, sáng nay anh có việc bận thành ra là 11 giờ mới thu được. Bây giờ là 2 giờ hơn rồi mà mới được có tập thứ 5. Chắc là chiều nay lên trễ nữa. Theo cái tốc độ này thì trên mình đế tiên cũng không còn bao lâu nữa là chúng ta bắt đầu là rơi vào tình trạng đất cục. Anh vừa mới tìm truyện, có một cái truyện nó cũng tiên hiệp như này mà nó cũng hài, cũng vui. Để chắc một hai ngày nữa áp nghiên cứu kỹ coi rồi lên xem kể, chứ mai mốt là nó chuyện này hết nữa là có dùng, không còn chuyện gì nữa. Mấy chuyện kia Phú Đại Gia ngày ra tập rồi chiến thành ở rễ với cao thủ chân tu thì Trung Quốc. Cứ theo tốc độ này là chẳng mấy chốc cũng ngốn ngốn sạch á, chân mày đế tiên này này. Chân mày đế tiên tập 317. Thánh thể của anh đẫm máu, gần như nát vụn. Tất cả đều do pháp khí cảnh giới thiên làm bị thương. Hiện tại anh còn sống đã là kỳ tích. Nếu là cảnh giới chuẩn thiên bình thường thì đã chết hàng trăm lần rồi. Sau lưng anh là một con đường máu, máu nhuốm đỏ cả bàn long hải vực. Không biết đến khi nào anh mới dừng lại, phun ra một ngụm máu rồi khuỵu xuống. Phía trước anh vẫn là vùng biển, nhưng bàn long hải vực đã tới điểm cuối cùng. Vùng biển trước mặt con nước biển đen kịt, bình lặng không một gợn sóng, một sự im lặng chết chóc. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lệ quỷ than khóc, dường như đó không phải là biển mà là địa ngục. Đây là đầm Vô Vọng, một trong năm cấm sở địa lớn ở Đại Sở. Xưa nay đầm Vô Vọng đã nổi tiếng với cái tên miền đất dữ, người đi vào có không có ai sống sót trở ra. Đó là một cấm địa thập tử vô sinh. Sao sao không chạy nữa đi? Sau lưng anh vọng lại tiếng cười dữ tợn và gớm ghiếc. Phía thị huyết Diêm La đã đuổi tới nơi, hàng triệu tu sĩ cùng dừng bước, hư thiên rung lên như muốn sụp đổ. Diệp Đại Hào quay người lại nhìn vào quanh hư thiên vẫn không hề sợ hãi. Anh chỉ có một mình, dù mạnh hơn nữa cũng không có khả năng thoát được. Tiến lên một bước là cái chết, lùi lại một bước là đầm Vô Vọng. Đó là 18 tầng địa ngục thập tử vô sinh, đường cùng rồi. Diệp Đại Hào loạng choạng, thân thể đẫm máu nhưng vẫn đứng thẳng tắp như tấm bia đá không bao giờ đổ. Thánh chủ thiên đình uy chấn thiên hạ, cho dù đối mặt với cái chết cũng ngoan cố ngạo nghễ nhìn bát hoang. Thánh chủ thiên đình nực cười. Thì huyết Diêm La nở nụ cười, hai hàm răng trắng lóe lên tia sáng u ám. Đầm Vô Vọng, ngươi có hài lòng với nấm mồ chúng ta cất công lựa chọn cho ngươi hay không? Hôm nay ngươi chết, ngày khác chúng ta sẽ san bằng Nam Sở, một đám tiểu nhân. Diệp Đào cười khẩy rồi đột ngột quay người. Trong làn gió lạnh băng giá, anh để lại cho thế nhân một bóng lưng thẳng tắp. Diệp Đại Hào vừa bước vào đầm Vô Vọng đã có tiếng gầm thét ầm trời, một cơn sóng nghìn trượng ập tới nhấn chìm anh. Tiếp đó đầm Vô Vọng đen kịt bỗng nhiên bình lặng lại như cũ, im lặng chết chóc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thấy vậy hàng triệu tu sĩ đồng thời lui lại một bước. Đầm Vô Vọng là cấm địa thập tử vô sinh, không phải là hư truyền. Đừng nói là đi vào, chỉ nhìn thấy thôi đã khiến lòng người run sợ, tựa như bên trong có đôi đồng tử màu máu đang nhìn chằm chằm bọn họ. Tất cả rút lui, lùi xa hàng chục nghìn trượng, nhưng bọn họ không rời đi mà ở lại đó. Diệp Đại Hào nổi tiếng là may mắn, biết đâu giây tiếp theo anh lại vọt ra ngoài hay sao. Cứ thế hàng triệu tu sĩ đứng ở bốn phương tám hướng, tất cả đều nhìn chằm chằm vào đầm Vô Vọng. Đây thực sự là một chuyện đáng châm chọc, hàng triệu người nhưng không một ai dám đi vào. Tất cả ở đây chỉ sợ Diệp Đại Hào lại sống sót trở ra. Đây cũng là vinh dự tối cao của Diệp Đại Hào, mọi người đều sợ anh. Vì thế không tiếc huy động cả triệu đại quân, hàng triệu tu sĩ, hàng trăm hư thiên đại trận, mười mấy pháp khí cảnh giới thiên. Dù anh bị ép vào đầm Vô Vọng cũng vẫn khiến mọi người không yên tâm. Có lẽ hắn đã chết rồi, không biết tới lúc nào mới có người lên tiếng. Để đề phòng, cứ đợi thêm vài canh giờ nữa đi. Đêm chủ, vừa có tin truyền đến đại quân thiên đình đã ra khỏi Nam Sở. Một người mặc đồ đen báo cáo với thủy huyết Diêm La. Đến thì thế nào, Diệp Đại Hào đã chết rồi. Lão tổ của huyết linh thế gia cười lạnh lùng. Không sao. Thủy huyết Diêm La cười nhạo báng. Trước khi vây giết Diệp Đại Hào, truyền tống trận dẫn đến Bắc Sở đã bị phá hủy toàn bộ. Nếu bay tới thì không biết đến bao giờ mới đến được Bàn Long Hải vực.
Vậy là Thị Huyết đạo hữu lo xa nghĩ rộng rồi, lo trước tính sau thôi. Diêm La hỗn độn thần đỉnh có dịp lấy hào đâu? Huyết Linh lão tổ hỏi, hứng khởi nhìn Thị Huyết Diêm La. Lời này vừa dứt, lão tổ các thế lực lớn có mặt đều hướng sự chú ý về phía Thị Huyết Diêm La. Lúc trước hỗn độn thần đỉnh của Diệp Đế Hạo bị hất tung, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy Thị Huyết Diêm La hút nó vào túi. Bây giờ Diệp Đế Hạo đã bị đẩy vào đầm vô vọng, cũng đã đến lúc họ cần quan tâm tới chiến lợi phẩm. Huống hồ những người có mặt ở đây không ai không biết sự phi thường của hỗn độn thần đỉnh, bảo bối này có thể gọi là vô giá. Thấy hàng trăm lão giả nhìn mình chằm chằm, Thị Huyết Diêm La hừ lạnh, sao các ngươi cũng muốn chia phần sao? Giết Diệp Đế Hạo không phải chỉ có công lao của một mình gia tộc ngươi, ai thấy đều có phần mà. Huyết Linh lão tổ cười nhạt, hỗn độn thần đỉnh là bảo vật vô giá nên được chia đều ra. Âu lão tím bước tới, không phải Thị Huyết đạo hữu định độc chiếm đấy chứ? Trong mắt mấy trăm ông lão đều lóe lên tinh quang. Bầu không khí tại hiện trường thoáng chốc ngột ngạt đến cực điểm. Cho dù là hỗn độn thần đỉnh hay cửu châu thần đồ của thần hoàng đều là bảo vật vô giá, nếu muốn độc chiếm thì có thể trở thành mục tiêu của công chúng bất cứ lúc nào. Lại nhìn đến Thị Huyết Diêm La, khuôn mặt già nua băng giá, trong mắt còn lóe lên tia sáng bắc sắc bén lạnh lùng. Nếu là ngày thường ông ta sẽ không sợ bọn họ, nhưng bây giờ hơn 8 phần thế lực Bắc Sở đều ở đây, tuy Thị Huyết Điện ông ta bạch nhưng cũng không thể chống lại áp lực từ tứ phía. Muốn độc chiếm hỗn độn thần đỉnh là điều không thể. Mọi người đều góp sức, đương nhiên Thị Huyết Điện sẽ không độc chiếm. Thị Huyết Diêm La cười gằn, nhưng thú chúng ta cần phân chia không chỉ có hỗn độn thần đỉnh, hay là chia cửu châu thần đồ trước được không? Thị Huyết Diêm La cười lạnh lùng, nói xong cặp mắt sắc bén ông ta đảo quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở mấy chục người lâu hơn một giây. Lúc trước cửu châu thần đồ bị xé thành mấy chục mảng chính là bị mấy chục người đó lấy mang đi. Sắc mặt mấy chục người đó lập tức trở nên âm trầm, nhất là Huyết Linh lão tổ. Ông ta tự nhận mình đã làm kín kẻ không một kẻ hở, nhưng vẫn bị Thị Huyết Diêm La nhìn thấu. Bây giờ hố mình đào đã tự chôn mình rồi. Trong lúc bất lực, mấy chục người phía Huyết Linh lão tổ đều lấy cửu châu thần đồ ra, tuy đã rách nát nhưng vẫn tản ra thần quang chói lọi. Sơn Hà đại đồ được khắc phía trên đó vẫn còn thấy rõ, còn có đạo tắc của thần hoàng xoay vòng xung quanh. Cảnh tượng tiếp theo khiến người nhìn đều đau lòng, cửu châu thần đồ bị mọi người dùng đại thần thông cắt thành mấy trăm mảnh, thực sự là ai thấy cũng đều có phần. Nhưng thế lực nhỏ và lớn đương nhiên sẽ chia phân phần khác nhau. Ở thế giới coi thế lực là vua này, thế lực mạnh đương nhiên sẽ được chia nhiều, thế lực yếu chỉ được một chút. Sau khi chia cửu châu thần đồ, ánh mắt mọi người lại tập trung vào Thị Huyết Diêm La. Cửu châu thần đồ đã chia, đương nhiên hỗn độn thần đỉnh cũng phải chia. Thấy vậy, Thị Huyết Diêm La hừ lạnh, phất tay lấy hỗn độn thần đỉnh ra. Hỗn độn thần đỉnh rung lên, không gian hư vô xung quanh nổ tung. Nó to lớn, nặng nề, mộc mạc mà tự nhiên. Từng sợi khí hỗn độn xung quanh đều nặng như núi. Xung quanh có rất nhiều dị tượng đang xem. Độn giáp thiên tự lạc ấn phía trên cũng xoay vòng xoanh nó. Dường như mọi người còn có thể nghe thấy thiên âm đại đạo đang xen vang vọng, tác động đến đạo tắc của họ khiến tinh thần phấn động. Nó quá phi thường, dù là phía Thị Huyết Diêm La cũng phải sáng bừng mắt. Lão tổ các thế lực nhỏ thì hơi thở dồn dập. Đây là hỗn độn thần đỉnh, có thể gọi là thần khí chưa từng thức tỉnh. Phá nó, phân chia. Huyết Linh lão tổ không thể chờ được nữa. Thần khí như thế này dù phá rồi đúc thành binh khí khác cũng sẽ là một thần binh tuyệt thế. Không ai phản đối, Huyết Linh lão tổ vùng sát kiếm lên. Sát kiếm rung lên cực kỳ sắc bén, nó cũng là thần binh được dùng thần liệu quý hiếm đúc thành. Bên trên còn có sấm sét và đạo tắc của Huyết Linh lão tổ. Mơ hồ còn có thể nghe thấy âm thanh kêu gào thê lương như đã tắm máu của vô số người. Bỏ! Huyết Linh lão tổ hô lên, ông ta vung kiếm chém về phía hỗn độn thần đỉnh. Cang! Tiếng kim loại va chạm đột ngột vang lên, chói tai vang vọng. Nhưng cảnh hỗn độn thần đỉnh bị chém vỡ trong tưởng tượng không xuất hiện. Ngược lại, Huyết Linh lão tổ lại bị phản chấn bật lùi về phía sau một bước, hứng chịu thất sát thương. Vừa vẫn chưa dừng lại, sát kiếm trong tay Huyết Linh lão tổ vẫn rung lên, rung mãi rồi rác một tiếng vỡ vụn. Hả? Các lão già còn lại trố mắt miệng há hốc, không biết nên nói cái gì.
Khuôn mặt già nua của Huyết Linh lão tổ dịch dịch, ông ta như bị sét đánh, còn chưa được chia bảo bối mà bản thân đã mất đi một bảo bối, đùa sao? Rắc rắc. Vẫn chưa xong, những mảnh vụn của thanh sắc kiếm đó vẫn rung lên, sự tinh túy của binh khí đều bị hỗn độn thần đỉnh hút vào. Đến khi binh khí, tinh túy binh khí đã bị hút hết, những mảnh vụn của thanh sắc kiếm đều hóa thành tro bay đi. Thế này, ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Họ không ngờ hỗn độn thần đỉnh còn có thể tự hút tinh túy của từng binh khí, dùng nó làm dưỡng chất để nâng cao sức mạnh của mình. Đây quả thực là năng lực nghịch thiên. Giống như tu sĩ, hút linh lực của tu sĩ là một loài thiên phú thần thông, đúng là bảo bối. Ánh mắt mọi người rực lửa nhìn chằm chằm hỗn độn thần đỉnh. Những người có mặt ở đây, có ai không phải là người đã sống mấy trăm năm đâu? Có ai không biết sự đáng sợ từ sát kiếm của Huyết Linh lão tổ đâu? Một đòn đỉnh phong của nó mà hỗn độn thần đỉnh vẫn không hề hấn gì, ngược lại còn khiến sát kiếm vỡ vụn. Vỡ rồi cũng không nói, còn hút sạch tinh túy từ sát kiếm của người ta. Chuyện này đã thành công chứng minh một điều, đại đỉnh trước mặt mọi người là một đại bảo bối quý giá. Để cho ta. Sau một thoáng im lặng, ông lão tím xông ra, trở tay lấy ra thần đao với ngọn lửa vàng đang rực cháy. Vừa rút thần đao ra, kim mang đã bắn. Tiếng rung đinh tai nhức óc, những tu sĩ ở gần không chịu nổi khí tức tản ra từ thần đao. Nó giống như một thanh thần đao có thể chém mọi thứ trên đời. Liệt diệt thần đao. Cả nhóm lão bối đều nheo mắt, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, dường như cũng biết lai lịch và uy lực của liệt diễm thần đao. Hay à, dưới sự chú ý của mọi người, ông lão tím giơ liệt diễm thần đao quá đầu, chém mạnh lên trên hỗn độn thần đỉnh. Cang! Vẫn là âm thanh kim loại va chạm, giòn tan mà chói tai vang lên. Ông lão tím cũng bị phản chấn đánh văng trở lại, còn chưa kịp đứng vững thì liệt diễm thần đao ông ta cũng đã vỡ nát. Tinh túy trong đó cũng bị hỗn độn thần đỉnh hút sạch. Khóe miệng ông ta co rút, dịch hơn một chục lần cũng không giả vờ được. Thần khí thời hại của ông ta cứ thế mà tan nát. Ta không tin. Một ông lão mặc áo bào đen phất ra cây rìu chiến màu đen. Liệt thiên chiến phủ. Rìu chiến vừa được lấy ra, trong mắt thì Huyết Diêm La lóe lên tia sáng rực lửa. Chiếc rìu chiến đó quá phi thường, quanh nó có sấm sét bao phủ. Nó vừa nặng vừa to, có năng lực khai sơn liệt địa phá trời. Cao thủ cấp bậc cảnh giới chuẩn thiên cũng chẳng mấy ai có thể đỡ được một rìu của ông ta. Mở cho ta! Khi mọi người còn đang kinh ngạc, thì ông lão áo bào đen đã bay vút lên trời, hai tay cầm rìu giơ lên quá đầu. Ông ta thi triển thần thông liệt thiệt, một đạo rìu mang giáng xuống. Cang! Vẫn là âm thanh kim loại va chạm giòn tan đó, chói tai. Phụt! Dưới ánh mắt của bao người, ông lão áo bào đen lại văng ra phía sau, vẽ thành một vòng cung tuyệt đẹp trên hư thiên. Lại nhìn đến liệt thiên chiến phủ của ông ta, nó đã nát đến mức không thể nát hơn được nữa. Hỗn độn thần đỉnh rất tự giác hấp thu sạch sẽ tinh túy bên trong nó. Tiếp tục, vẫn có người không tin, lấy thứ mà mình tự cho là thần binh ra. Thần dương đao. Trong mắt mọi người lại lóe lên tia lửa, không cần chủ nhân giới thiệu, bọn họ cũng biết lai lịch của thần dương đao. Nó là vật chí cương chí dương, thần liều đúc thành nó cũng là bảo vật vô giá. Lúc này ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía đó. Người kia vung thần dương đao lên, đao mang bá đạo vô song, long trời lở đất. Nhưng ngay sau đó, ông ta cũng lần nữa văng ra ngoài. Sau ông ta, vẫn còn có người không phục, lần lượt lấy binh khí bán mệnh của mình ra, muốn thể hiện trước mặt mọi người. Nhưng điều đáng nói là kết quả của ai cũng giống y như nhau. Càng rắc chang. Cảnh tượng tiếp theo ở bàn Long Hải vực rất náo nhiệt, liên tục có tiếng va chạm rồi lại có tiếng vỡ vang, vang lên không ngớt. Đây là một vùng biển tối tăm, không nhìn thấy tận cùng, sâu thẳm, chết chóc, lạnh lẽo. Nhìn kỹ thì thấy có một tia sáng vàng yếu ớt đang le lói ở một góc vùng biển. Đó là một người toàn thân đầy máu, máu của anh màu vàng kim rực rỡ, tô điểm thêm ánh sáng cho vùng biển đen. Người này không cần phải nói, chính là Diệp Đế Hào. Kể từ khi bước chân vào đầm Vô Vọng, sau khi bị sóng biển nhấn chìm, anh đã biến mất, không biết đã trôi dạt bao lâu trong vùng biển đen kịt này. Lão đại, lão đại! Không biết đến khi nào, trong đầm Vô Vọng tĩnh lặng chết người, mới vang lên giọng nói yếu ớt. Giọng nói phát ra từ trong cơ thể Diệp Đế Hào,
đó là Thiên Hỏa và Thiên Lôi. Họ đều có linh trí, lúc này đều đang gọi Diệp Đế Hào. Nhưng vì chủ nhân của họ cũng bị áp chế, sấm sét Thiên Lôi vô cùng tối, ngọn lửa Thiên Hỏa dập dờn gần như muốn bị dập tắt. May thay, họ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, vẫn có thể gọi Diệp Đế Hào. Cùng gọi anh còn có Đan Tổ Long Hồn và Chiến Long. Tuy chúng không thể nói, nhưng cũng liên tục phát ra tiếng rồng gầm để gọi. Vì có họ liên tục gọi, nên Diệp Đế Hào mới hơi nhúc nhích một chút. Giờ tiếp theo, anh mệt mỏi mở mắt ra, đôi mắt đầy mông lung, hoang mang nhìn thế giới xa lạ trước mặt. Ta còn sống sao? Giọng Diệp Đế Hào khàn khàn kiệt sức. Anh khó khăn ngồi dậy, mặt cắt không còn giọt máu, yếu ớt vô cùng. Còn sống, chúng ta đều còn sống. Diệp Đế Hào tỉnh lại, Thiên Hỏa và Thiên Lôi lại có thêm sinh khí, giọng nói phấn chấn hơn. Thậm chí Đan Tổ Long Hồn và Chiến Long cũng mừng rỡ, rít lên: ta vẫn đang ở đầm vô vọng. Diệp Đế Hào liếc nhìn bốn phương, anh chỉ nhìn thấy vùng biển đen kìm kịp, cảm giác giống như ở hoang mạc. Có một sức mạnh bí ẩn làm hòa tan linh lực, tinh khí và chân nguyên. Diệp Đế Hào lẩm bẩm, bởi vì anh cảm nhận rõ ràng tinh nguyên trong cơ thể đang mất dần đi. Cảm giác này giống hệt khi ở hoang mạc ngày đó. Hộ pháp! Diệp Đế Hào vỗ vào túi đựng đồ, đan dược không ngừng bay ra rồi vỡ tung. Tinh nguyên của đan dược được anh hấp thu hết vào trong cơ thể. Đây là cấm địa, anh cần trở lại trạng thái đỉnh phong trong thời gian ngắn nhất để ứng phó với nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào tại nơi đây. Rắc rắc! Ngay sau đó, trong cơ thể anh vang lên tiếng xương cốt va chạm. Những bí thuật chữa lành vết thương như Man Hoang Luyện Thể, Tiên Luân Thiên Sinh đều đang hoạt động hết công suất. Toàn thân anh bốc cháy, xương đã gãy được nối liền, da thịt thối rữa cũng lành lại. Lực huyết mạch và thánh huyết cũng đang tôi luyện cơ thể, khiến cho từng tấc da trên người anh đều phát ra ánh sáng vàng kim rực rỡ. Đầm vô vọng lại lần nữa rơi vào trạng thái im lặng chết chóc. Mọi thứ đang diễn ra một cách có trật tự. Choang rắc keng. Những âm thanh như vậy vang lên chưa bao giờ vớt dứt ở Bàn Long Hải Vực, cho đến khi bình minh ló dạng mới dừng lại. Nhìn từ xa, hàng triệu người vây quanh đại đỉnh, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Lại nhìn đến những ông lão đó, ai đấy đều ngồi xổm dưới đất, vành mắt đỏ au, nhìn chăm chăm vào Hỗn Độn Thần Đỉnh. Bọn họ ai cũng rất lợi hại, hết thần binh này tới thần binh khác, chém cả một đêm cũng không chém mở được Hỗn Độn Thần Đỉnh, ngược lại còn bị Hỗn Độn Thần Đỉnh hút hết tinh túy của binh khí. Được rồi, chủ nhân của ngươi đã bị chúng ta dồn vào chỗ chết, ngươi cứng đầu thật đấy. Tư Đồ Liêu, chiến mâu huyền thiên của ngươi đâu, lấy ra thử đi. Đến một lúc nào đó, Huyết Linh lão tổ quay sang nhìn ông lão tóc bạc trắng ở bên cạnh. Không, không mang theo. Tư Đồ Liêu lắc đầu như trống bỏi. Sử dụng pháp khí cảnh giới thiên đi. Cuối cùng vẫn là Thị Huyết Dinh La lạnh lùng lên tiếng. Sử dụng pháp khí cảnh giới thiên sao? Các ông lão đều cau mày. Bao nhiêu thần binh đều đã vỡ, muốn chém mở Hỗn Độn Thần Đỉnh chỉ có thể sử dụng binh khí cảnh giới thiên. Nhưng mọi người cau mày mãi, cuối cùng vẻ mặt ai nấy cũng trở nên cực kỳ quái dị. Nếu pháp khí cảnh giới thiên cũng không mở được Hỗn Độn Thần Đỉnh thì sao đây? Nếu pháp khí cảnh giới thiên cũng bị phá vỡ thì sao chứ? Điều này cũng không phải là không thể, bởi vì Hỗn Độn Thần Đỉnh cực kỳ cứng rắn. Vì thế, những lão tổ có pháp khí cảnh giới thiên làm như không nghe thấy gì. Bọn họ không dám cược. Nếu pháp khí cảnh giới thiên thực sự bị phá vỡ, chắc lão tổ tông sẽ nhảy ra khỏi quan tài tìm họ tính sổ. Đều không đồng ý sao? Thì Huyết Diêm La cười nhìn quanh một lượt, cười nhạt. Nếu không đồng ý thì Hỗn Độn Thần Đỉnh sẽ thuộc về Thị Huyết Điện của ta. Không phải ta không chia cho các ngươi, mà là các ngươi không muốn lấy. Hay là thử xem. Mười mấy lão tổ ngẩng đầu lên nhìn nhau. Nhưng vấn đề là thử sao? Rất dễ mất cả chì lẫn chài đó. Từ chuyện lúc trước, bây giờ không còn ai sẵn sàng đứng ra làm chim đầu đàn. Lỡ như vỡ thì sẽ là tổn thất cực lớn. Đừng lề mề nữa, mau lên. Một ông lão tím mất kiên nhẫn nhìn mười mấy người. Nói thôi thì dễ lắm. Huyết Linh lão tổ hừ lạnh. Cũng không còn cách nào khác. Ai bảo các ngươi có pháp khí cảnh thiên giới thiên chứ? Ông lão tím đó nhún vai, mặt cực kỳ dày. Huyết Linh đạo hữu, Huyết Linh thế gian ngươi làm mẫu trước đi.
Thì huyết Kim Lan hứng thú nhìn huyết linh lão tổ, hơn nữa còn là nụ cười há hê cười trên nỗi đau khổ người khác. Dường như ông ta vẫn đang khó chịu vì chuyện xảy ra trước đó. Thì huyết điện cũng có pháp khí cảnh giới thiệt, mà sao lại bắt huyết linh thế gia làm trước chứ? Huyết linh lão tổ cười khẩy, là các người tự đòi phân chia. Thì huyết Kim Lan nhún vai xòe tay, người hai vị, các vị đạo hữu, nghe ta nói một câu đi. Một ông lão đen đứng ra khẽ vuốt râu rồi nói, nếu các vị đều không đồng ý thì chúng ta công bằng một chút, bốc thăm đi. Bốc thăm sao? Đúng, bốc thăm. Ta đồng ý. Huyết linh lão tổ đồng ý ngay lập tức, nói xong còn liếc mắt cười khẩy nhìn thị huyết Kim Lan. Nhưng thế lực nào có pháp khí cảnh giới thiên đều phải tham gia, đừng ai hòng lừa gạt cho qua chuyện. Lần này sắc mặt thị huyết Kim Lan đột nhiên trở nên âm trầm, đúng là tránh vỏ dừa gặp vỏ dừa, ngươi nhằm vào lão tử từ đầu đúng không? Đồng ý. Thị huyết Kim Lan lạnh lùng khịt mũi, vậy bắt đầu đi. Ông lão đen phất tay lấy ra hơn 10 miếng ngọc giản, sau đó khắc lên trên. Sau khi khắc xong thì đưa ra trước mặt mọi người, chúng ta có 15 pháp khí cảnh giới thiệt, trên mỗi một miếng ngọc giản đều khắc một con số từ 1 đến 15. Việc tiếp theo không cần ta nói nhiều đúng không? Bao nhiêu người đều nhìn thấy, đừng giở trò lừa bịp, tất cả dựa vào may mắn mà thôi. Được, bắt đầu. Ông lão đen cho 15 miếng ngọc giản vào ống trúc rồi nhìn mọi người, ai rút trước đây? Dựa vào vận may mà, để ta bốc trước đi. Một ông lão mặc huyết bào tiến lên trước, đưa tay vào, loay hoay một hồi cũng không thấy ông ta lấy ngọc giản ra. Ai còn không biết tưởng rằng ông ta đang chơi mạt chược bên trong đó chứ. Nhanh lên. Thì huyết Kim Lan hừ lạnh, vội cái gì, bây giờ ta lấy ra đây. Ông lão huyết bào chẳng thèm để tâm, lấy ra một miếng ngọc giản, thấy trên đó viết chữ 6 thì vui vẻ ra mặt. Tiếp theo, các ông lão khác lần lượt tiến lên, cũng loay hoay một hồi mới rút. Hàng triệu nghìn người nhìn vào mà thấy bực. Nhìn cảnh tượng này, Phục Nhai đang ngồi trước màn nước trong đại điện Thiên Huyền Môn liên tục tặc lưỡi, lão tử sống mấy nghìn năm cũng chưa thấy cảnh tượng nào nhảm nhí như thế này. Đây chính là bản chất ngươi lừa ta gạt của con người. Phía sau truyền đến giọng nói ung dung của Đông Hoàng Thái Tông. Bà ta khá nhàn nhã, ngã người trên ghế thản nhiên lật xem sổ sách, chẳng hề để ý tới chuyện vô nghĩa ở bàn Long Hải Vực. Thấy vậy, Phục Nhai đi tới. Ta nói này thánh chủ, người thực sự không lo lắng cho tiểu tử Diệp Đế Hào kia chút nào sao? Ta lo lắng thì có ích gì chứ? Đông Hoàng Thái Tâm nhún vai, nếu hắn sống sót trở ra thì là tốt số, nếu chết trong đó thì cũng là số hắn vốn vậy. Khốn kiếp! Trên bàn Long Hải Vực rộng lớn, vì tiếng gầm phẫn nộ mà dậy sóng. Người gầm lên là lão tổ huyết linh, ông ta tỏ ra rất tức giận. Không sai, ông ta may mắn có được ngọc giản, vận may cũng không kém hơn những người khác là bao. Lại nhìn sang phía thị huyết Kim Lan, người nào người nấy cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù bọn họ cũng muốn có được pháp khí kinh thiên động địa, nhưng không biết vì sao khi nhìn thấy khuôn mặt tức giận của lão tổ huyết linh thì bọn họ lại cảm thấy phấn khích. Vả lại, bọn họ cũng đã nghĩ xong xuôi kết cục lý tưởng nhất rồi, đó chính là huyết linh lão tổ có thể dùng tới pháp khí cảnh giới thiên để địch lại hỗn độn thần đỉnh, còn pháp khí cảnh giới thiên cũng vì vậy mà chịu ảnh hưởng, trở thành pháp khí cảnh giới thiên hoang tàn. Huyết linh đạo hữu mời. Thì huyết Kim Lan cười u ám, không cần ngươi phải nói. Huyết linh lão tổ bật cười lạnh lùng, ông ta xuất gọi ra pháp khí cảnh giới thiên. Đó là thần đao huyết sắc với màu huyết sắc, có lôi điện xẹt qua, bên trên còn có huyết khí bao quanh. Mỗi một luồng huyết khí đều kinh người và rất dày, bên trong còn có đạo tắc của tu sĩ cảnh giới thiên, trông rất phi phàm. Những lão bối có mặt ở đây đều cảm nhận được sự khủng khiếp của pháp khí này. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng khiến huyết linh thế gia muôn đời vững mạnh. Tương truyền, tiền bối của huyết linh thế gia cũng từng là một bá chủ của vùng đất này. Ngược dòng thời gian, khi còn ở thời đại Sở Hoàng, pháp khí cảnh giới thiên của huyết linh thế gia chính là một hung khí, không biết đã hút bao nhiêu máu của sinh linh. Vù. Khi tất cả còn đang kinh ngạc thì pháp khí với tên huyết linh thần đao đã rung lên,
rất nhiều tu sĩ tu vi yếu đã không thể chịu được mà phải bịt tai lại. Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, cơ thể Huyết Linh lão tổ dần dần bay lên, cứ thế bay lên tới 30 trượng mới dừng lại. Nhìn vào hư không, có thể thấy ông ta cầm Huyết Linh thần đao. Có lẽ vì nhờ có thần đao nên trong ông ta không khác gì một vị hoàng. Mở cho ta! Sau tiếng gầm rất lớn, đao thần đao trong tay ông ta chạm thẳng xuống.